hai vị mới, vị sữa dừa thơm béo, vị đường đen ngọt thanh. Con đã suy nghĩ kỹ, con quyết định không đi nữa. My hả? Em biết gì chưa? Giám đốc công ty anh, chú Phát, là ba ruột của Khang đó. Anh thấy hai người có vẻ căng thẳng lắm. Mà Khang nó nộp đơn xin nghỉ việc rồi, chắc nó sốc lắm. Vậy bây giờ em và anh phải sống sao? Đủ thứ chuyện xảy ra với anh. Anh chỉ có một mình, em còn bảo anh đi nữa. Trời ơi, nhưng mà mình không biết gì hết. Vậy là phần này làm theo cách đó đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà mình phải đợi ý kiến bên mấy anh thi công để coi là tiến độ của mình có thay đổi nhiều không đó anh. Dạ, ok. My không có muốn đi du học, nhưng mà tại vì mẹ không muốn như vậy. My nói là nếu mẹ ông không vui thì ông cũng không có hạnh phúc, cho nên là My mới quyết định đi. Chết, anh nhờ cô gọi như ông ơi. Alo, anh đang tính gọi cho em nè. Sao anh không nói cho em biết? Nói cái gì? Em không biết là anh đang gặp chuyện nên em mới làm vậy. Em xin lỗi, em sai rồi. Em không nên hành động như vậy. Vậy bây giờ em vẫn muốn đi Mỹ chứ? Chừng nào anh xong việc mình gặp nhau nói chuyện được không? Anh đang ở công trường nè. Chắc là một lúc nữa anh xong rồi đó. Em đang ở đâu? Anh chạy qua liền nè. Thật á? Vậy thì đợi anh 5 phút nha. Anh ra liền đây. Anh My à? Dạ. I love you. Ok, anh ra liền nha. Thôi mà sếp, mai em sẽ làm tăng ca. Còn bây giờ em chạy qua kia kiểm tra nốt rồi em về nha. Ở đây còn suất cơm của em. Sếp cứ ăn thoải mái nhá, còn nhiều lắm em chưa ăn đâu. Anh thấy cũng ok rồi đó. Bây giờ cứ bám sát theo kế hoạch thôi. Dạ. Có gì báo cho anh nhá. Dạ rồi. Để em xem kỹ rồi em báo anh. Cẩn thận. Nghe tụi nói gì không Khang? Gọi xe cấp cứu. Để lên. Anh Khang ơi. Gọi xe cấp cứu. Khang. Anh Khang. My. My. Anh Tuấn. Anh Khang. Anh Khang sao rồi? Bác sĩ nói sao, có nặng lắm không? Khang nó không sao hết á. Em muốn vô với anh Khang. Em đừng có vô. Người ta không có chỗ vô đâu. Nhưng mà anh thấy anh Khang sao? Không có sao hết. Hồi nãy anh đưa nó vô á là nó không có bị xây xác gì hết á. Em đừng có vô. Nghe nè. My. Anh Khang cần em. Em nghe anh đi, bình tĩnh lại đi. Lỗi của em, lỗi của em, anh Khang mới bị tai nạn như vậy. Em xin lỗi. Khang ơi, con tôi làm sao thế này? Khang ơi, tỉnh dậy đi con. Chị bình tĩnh đi. Con ơi. Xin lỗi. Làm sao thế này? Tình trạng bệnh nhân còn chưa ổn định hoàn toàn, cần được nghỉ ngơi. Chỉ một người nhà ở lại thôi, còn mọi người ra ngoài. Tất cả ra ngoài hết đi. Bác sĩ đã nói chỉ có người nhà ở lại thôi. Tất cả đi về hết đi. Em à, em sao chứ? Anh
cho con tôi được không? Không. Anh để cho nó nghỉ ngơi được không? Tất cả đi về hết. Về hết đi. Cô bình tĩnh lại đi cô. Cô có phải bữa nay cô hẹn gặp thằng Khang không? Dạ. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay là tất cả là do cô mà. Vì cô mà nó nên nông nỗi này. Vì vội hẹn gặp cô chứ nó đã bị thương đúng không? Tất cả là tại cô mà. Chị bình tĩnh lại. Cô xin lỗi cô. Thôi mà ở đây là bệnh viện đó. Chị dạ bình tĩnh lại. Chị đi về đi. Tất cả đi về hết. Về hết. Về hết. Tất cả về hết. Đi 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 anh đi. Con tìm dậy được không con? Mi, con về nghỉ ngơi đi. Cũng khuya rồi. Về đi không có ba mẹ lo. Ủa? Sao mọi người lại ở đây? Chào chị. Chào chị. Chào anh chị. Chào chị. Cả nhà con hay tin là Trọng Khang bị tai nạn, cho nên muốn vào thăm. Dạ cháu sao rồi chị? Cháu khỏe chưa chị? Dạ cảm ơn chị. Cháu nó cũng đỡ nhiều rồi ạ. Nhưng bác sĩ nói là vẫn chưa được tiếp khách. Thiệt phiền anh chị quá. Anh chị đã mất công tới đây mà không có vô thăm Khang được. Không sao đâu chị. Tôi đợi khi nào mà cháu nó khỏe hẳn rồi vợ chồng tôi sẽ đến thăm. Dạ. Mẹ. Con tới rồi hả? Mẹ ơi. Anh Khang có làm sao không? Con lo quá à. Anh có bị nặng không mẹ? Con cứ bình tĩnh lại đi. Anh con cũng khỏe rồi mà. Đỡ nhiều rồi. Trời ơi. May quá. Để con vào với ảnh. Hôm qua anh mơ. Trong giấc mơ anh nhìn thấy mình bị nhốt trong căn phòng. Tối mà ngạt thở lắm, anh không thở được. Anh đập cửa mãi mà không ai mở cửa cho anh hết. Anh sợ lắm. Nhưng em xuất hiện, ôm anh vào lòng, huýt sáo, cười với anh nữa. Nhờ vậy nên anh mới tỉnh lại. Cảm ơn em. Không. Em mới là người có lỗi với anh. Anh đang gặp khó khăn như vậy mà em còn nói chia tay anh, còn đòi đi xa nữa. Anh mới phải là người xin lỗi em. Do anh nên em mới thành ra như vậy mà. Anh thương em nhiều lắm. Em cũng thương anh. Con thực sự cần mê đến vậy sao? Con đã suy nghĩ kỹ. Con quyết định không đi nữa. Lý do? Ngoài chuyện lần này, con mới hiểu.
Khang quan trọng với con thế nào. Con chỉ mong anh ấy được bình an và khỏe mạnh. Còn những chuyện khác con không quan tâm. Quý khán giả ơi, hãy nhanh tay cùng đề cử cho Giấc mơ của mẹ là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng năm 2022 nhé. Bước 1, truy cập vào trang web maivang.nld.com.vn vào mục phiếu đề cử và điền thông tin theo yêu cầu. Bước 2, chọn hạng mục phim truyền hình được yêu thích nhất, điền tên phim Giấc mơ của mẹ và bấm gửi phiếu đề cử. Bước 3, soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng, viết liền không dấu và gửi đến số 8100. Mức phí của mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Cảm ơn quý khán giả luôn yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.